Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay thứ Hai, 17 tây tháng 1, một số những tin tức quan trọng trong ngày đi xin lần lượt gửi đến cho quý vị ngay sau đây. Mở đầu là một số những bản tin quốc tế đáng chú ý. Trong vòng 3 phút đồng hồ vào sáng ngày hôm nay thứ Hai thì Bắc Hàn đã phóng hai tên lửa đạn đạo. Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản là Kishi Nobuo cho biết là Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn lúc 8 giờ 49 phút sáng giờ Nhật Bản và một hỏa tiễn nữa vào 3 phút sau đó. Theo cái bản tin của NHK ghi lời ông Kishi nói rằng hai hỏa tiễn được cho là đã đạt được cái độ cao tối đa khoảng 50 km. Ông cho biết là có khả năng hai hỏa tiễn đã bay khoảng 300 km theo cái đường bay đạn đạo thông thường. Tin tức cho biết là hai hỏa tiễn đã rơi xuống biển gần bờ biển phía đông bắc của Bắc Hàn, bên ngoài cái vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản là Kishida Fumio đã gọi cái vụ phóng hỏa tiễn này là hành động vô cùng đáng tiếc. Ông cho biết là chính phủ Nhật Bản cần xác nhận thêm xem cái hệ thống phòng thủ của đất nước có sẵn sàng để bảo vệ tính mạng và cuộc sống của người dân hay không. Và chính phủ Nhật Bản cũng đã gửi cái kháng nghị chính thức qua cái Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. Và từ đầu năm đến nay thì đây là lần thứ tư Bắc Hàn đã phóng những cái hỏa tiễn đạn đạo. Đó là cái bản tin, nó cứ cứ mỗi một tuần lễ như vậy. Trong những ngày liên tiếp vừa qua thì quý vị thấy rằng Bắc Hàn cứ tiếp tục phóng tên lửa. Và sau khi Hoa Kỳ thì cấm vận một số những cái nhân vật của có tiếng tăm của Bắc Hàn có liên quan tới việc mua bán vũ khí hay những nguyên vật liệu để chế tạo vũ khí. Thì đây có vẻ như là những cái hành động mà trả đũa của Bắc Hàn. Trong khi Hoa Kỳ thì kêu gọi Bắc Hàn ngồi xuống để mà đàm phán. Nhưng mà Bắc Hàn thì chưa có cái thái độ muốn đàm phán mà chỉ muốn dằn mặt Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng giống như là Nhật Bản. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái vấn đề này xem thử nó như thế nào. Một mặt khác thì trong tuần qua thì theo cái tờ báo The Hill thì Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ là Jack Sullivan đã cảnh báo rằng nước Nga đang chuẩn bị một cái chiến dịch làm loạn ở Ukraine để lấy cớ tiến hành một cuộc tấn công chống lại Kiev với hơn 100.000 quân đã được bố trí ở biên giới phía đông của Ukraine trước đó. Ý là muốn nói rằng bây giờ có những cái thành phần gián điệp của tay trong của Nga ở bên trong Ukraine. Bây giờ họ muốn những cái thành phần này đó bắt đầu mở ra những cái cuộc tấn công để mà Nga lấy một cái cớ rằng bảo vệ tài sản của họ hay là cái quyền lợi của họ cũng giống như công dân của họ và họ sẽ tấn công vào đất nước Ukraine. Cho nên các cái quốc gia phương Tây mà đặc biệt tình báo phương Tây đã nhìn thấy rõ cái vấn đề này và ông Jake Sullivan là cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo. Thì sau khi lên tiếng cảnh báo như vậy đó, thì Nga mới phản đối, nói không có ý định là tấn công Ukraine. Nhưng mà cuối cùng đó thì những cái bài viết theo những nhà nhận định, những chuyên gia thì thấy là chiến tranh tới gần hơn bao giờ hết khi mà Nga chuẩn bị tung những cái đòn được cho rằng nó không có minh bạch rõ ràng cho lắm, nếu không nói là chơi bẩn, để mà tấn công vào Ukraine để kiếm cớ tấn công vào Ukraine. Thì Hoa Kỳ đã lên tiếng và cuối cùng đó thì sáng ngày hôm nay đó thêm một cái giống như một cái gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của Putin. Tức là Ngoại trưởng của Đức là Annalena Baerbock sáng ngày hôm nay đã tuyên bố rằng Berlin sẽ không thỏa hiệp về các nguyên tắc cơ bản trước cuộc gặp với cái người đồng cấp của Nga, tức là Sergei Lavrov, và cho rằng mọi cái hành động gây hấn đều sẽ khiến Nga phải trả giá đắt. Về kinh tế thì chiến lược và cả chính trị, bà Baerbock đã tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine là Dmytro Kuleba tại cái thủ đô Kiev, Ukraine. Và theo cái tờ
báo mà Guardian tường thuật lại thì ngoại giao là phương pháp duy nhất, bà nhấn mạnh. Cái tuyên bố của bà Baerbock được đưa ra trong cái bối cảnh của Berlin là muốn đảm bảo với người dân Kiev rằng nước Đức sẵn sàng đối thoại với nước Nga về vấn đề an ninh, nhưng không thỏa hiệp về các nguyên tắc cơ bản như là cái sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ, quyền tự do, lựa chọn đồng minh và cam kết không đe dọa vũ lực. Bà Baerbock sẽ có một cái cuộc gặp lần đầu kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 18 tây tháng 1, tức là vào ngày mai, ở tại Moscow. Và nói rằng không có quốc gia nào có quyền chỉ đạo các nước khác về việc họ lựa chọn cái hướng đi nào, có mối quan hệ nào hay tham gia liên minh nào. Bà Baerbock cũng khẳng định nền chủ quyền của Ukraine không bao giờ có thể trở thành chủ đề đàm phán. Mặt khác thì bà cũng khẳng định rằng nước Đức sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine vì không xuất khẩu vũ khí tới những cái khu vực chiến sự được cho rằng nghĩa vụ lịch sử của nước Đức. Tuy vậy, Ngoại trưởng của nước Đức tuyên bố rằng Berlin sẵn sàng để mà giúp đỡ Kiev về cái mặt kỹ thuật đối phó với cuộc tấn công mạng. Bà cũng kêu gọi Liên minh châu Âu, tức là EU và cái khối G7 và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở NATO phối hợp để đảm bảo an ninh cho Ukraine. Cái đòn bẩy mà hiệu quả nhất mà chúng ta có thể giúp đỡ Ukraine là cam kết của EU và G7 và NATO là về mọi cái việc mà hành vi gây hấn tiếp theo sẽ dẫn đến một cái giá đắt cho nước Nga, và chúng tôi thực hiện nghiêm túc trong vấn đề này. Đó là bà Baerbock đã nói như vậy. Như vậy là Nga một lần nữa muốn đi một cái bước như một cái, như anh đi nói, một quánh bài, một cái canh bạc, mà như là mình quánh cái bài xì tố vậy. Nhưng mà bây giờ Nga đó là bị gần như là NATO và các nước, nếu mà nói chung là các nước phương Tây đã bắt bài, cho nên khi mà trước khi đưa ra một cái vấn đề gì khác là bị phương Tây bắt bài. Cho nên trong cái vấn đề này, Nga đang ở trong cái vấn đề mà bế tắc. Andy có đọc một số những comment của quý vị khán thính giả có nói rằng nếu như, bởi vì cái vấn đề nó như thế này. Trong cái khối mà Liên Xô trước đây đó, thì Ukraine là coi như cái não của cái khối mà Liên Xô trước đây, Soviet Union. Quý vị có thể nhìn thấy một cái vấn đề mà cho tới giờ phút này chúng ta không thể phủ nhận được. Ukraine là cha đẻ ra những cái máy bay chiến đấu, những cái tàu được cho rằng hàng không mẫu hạm, trong hay là những cái tàu chiến hay tàu ngầm. Nhân tài nó đều nằm trong cái đất nước Ukraine này. Và ngay hiện tại bây giờ Trung Quốc đang sử dụng một trong những chiếc tàu mà Ukraine sau khi rã ra khỏi cái khối mà Liên Xô đó, thì phải nói rằng Trung Quốc muốn có cái kỹ thuật của tàu chế tạo hàng không mẫu hạm, cho nên họ đã phải dùng rất là nhiều cách, qua nhiều lớp vỏ bọc để cuối cùng tạo thành một doanh nhân mua cái chiếc tàu mà hiện tại mà Trung Quốc, chiếc tàu đầu tiên mà hàng không mẫu hạm đó lỗi thời để đem về Trung Quốc để mà nghiên cứu. Thì đó là một trong những chiếc tàu hàng không mẫu hạm hiện tại mà Trung Quốc sử dụng để mà chế tạo chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai, thứ ba. Và đó cũng là cái chiếc mà để huấn luyện cho phi công, cũng giống như là binh sĩ của Trung Quốc. Cho nên cái não của Nga trước đây trong khối Liên Xô và hiện tại bây giờ vẫn là cái đất nước Ukraine này. Cho nên Nga rất sợ là Ukraine gia nhập vào cái khối NATO sau khi mà Liên Xô tan rã cho tới giờ phút này. Cho nên Nga bao giờ cũng muốn là như Crimea vậy, chiếm được Crimea và chiếm luôn cả cái đất nước Ukraine này, lôi ngược đổ lại trong cái nước Nga. Nhưng mà phương Tây thì cũng biết đây là một cái đòn mà thâm hiểm của Nga, cho nên phương Tây muốn lôi Ukraine trở ngược lại. Một mặt khác đó, thì với cái sự mong muốn thì Ukraine lại muốn gia nhập cái khối NATO chứ không muốn gia nhập lại Nga.
hiện tại. Cho nên đó là cái sự căng thẳng hiện tại mà Nga thì muốn nuốt chửng Ukraine. Nhưng mà cái vấn đề chính đó, cái câu hỏi một số những vị comment nói ra chẳng hạn như Hoa Kỳ, thì bởi vì cái đó là cái nguyện vọng, đó là cái vấn đề mà Ukraine phải đối đầu, và họ muốn gia nhập cái khối NATO, nhưng mà bây giờ họ muốn trở thành một thành viên của khối NATO, nhưng mà họ bị cản trở và bị Nga cứ muốn nuốt họ. Cái vấn đề chính đó, nó nằm ở cái chỗ rằng cái câu hỏi được đặt ra, có người hỏi rằng nếu như mà Mỹ Tây Cơ hiện tại nằm sát nách của Hoa Kỳ, mà bây giờ đó muốn gia nhập vào một cái khối nào đó để mà chống lại Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ có đồng ý hay không? Cái câu trả lời thì nó rành rành ra ngay đó. Nó tùy theo cái hoàn cảnh, cái bối cảnh, cái thời gian và cái không gian. Không thể nào mà bây giờ đất nước Mỹ Tây Cơ mà đang chịu lệ thuộc vào cái đất nước Hoa Kỳ, từ cái vấn đề di dân cho tới vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại, hiệp hội NAFTA, mà lại đi quay mặt lại với Hoa Kỳ để mà đi liên kết với một quốc gia nào khác để chống lại Hoa Kỳ, thì cái chuyện đó là chuyện không tưởng. Cho nên cái đó là chỉ là một giả thuyết thôi. Nhưng mà nếu mà nói thẳng ra đó, mà nếu Mỹ Tây Cơ mà tìm được một đồng minh nào đó mà khả dĩ có thể quay lại chống lại được Hoa Kỳ và nắm cái phần thắng trong tay, thì Hoa Kỳ cũng sẽ ra tay trước, sẽ ngăn chặn không bao giờ cho Mỹ Tây Cơ gia nhập với bất cứ một cái quốc gia nào khác hay một khối nào khác để chống lại cái vấn đề mà an ninh, kinh tế hay là quân sự đối với Hoa Kỳ. Thì cái điều đó là cái điều rất dễ nói rồi. Cho nên cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ, nó còn một cái vấn đề khác nữa. Sáng nay đi đọc một cái bài viết, tức là cái sự liên kết giữa Nga và Trung Quốc. Trung Quốc thì có trên 1 tỷ dân, 1 tỷ 3, 1 tỷ 4 dân, một cái nền kinh tế khá mạnh hiện tại bây giờ. Một cái mặt còn đối với Nga thì họ có dầu hỏa và họ có quân đội mạnh và họ có cái sự phát triển vũ khí được cho rằng đáng nể. Mà hai quốc gia này kết hợp lại thì đó là một điều tất nhiên để mà chống lại cái khối châu Âu cũng giống như là Hoa Kỳ. Thì nếu như cái tình trạng này đó mà nó xảy ra thì cái chuyện gì chúng ta cũng thể đoán trước. Như anh đi nói trước với quý vị, bây giờ không ai dám đem vũ khí nguyên tử ra để mà chơi cả. Không ai dám đem vũ khí nguyên tử ra để từ nước này bắn qua nước khác, từ lục địa này bắn qua lục địa kia. Bởi vì không bao giờ có cái lợi cho bất cứ một quốc gia nào. Cho nên sáng ngày hôm nay ông Tập Cận Bình đó, ông lên tiếng, cái sự cảnh báo của ông cũng giống như một sự bù trất. Cho nên những cái bản tin này á, là sáng ngày hôm nay đưa ra ngày 17 tháng 1 á, thì ông Tập Cận Bình ông cảnh báo rằng cái sự đối đầu giữa các cường quốc có thể gây ra những cái hậu quả thảm khốc. Cái điều này ai cũng biết rồi. Và ông nói rằng lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng cái việc đối đầu không giải quyết được vấn đề mà chỉ gây ra những cái hậu quả thảm khốc mà thôi. Ông nói chuyện trước các nhà lãnh đạo thế giới tại cái diễn đàn kinh tế thế giới Davos vào ngày 17 tháng 1 này. Ông dẫn ra những cái khó khăn mà thế giới đã trải qua trong đại dịch COVID-19, đồng thời ông cũng nhấn mạnh cái nỗ lực toàn cầu về việc đẩy lùi căn bệnh và kêu gọi thế giới là ngừng đổ lỗi cho nhau. Cái đại dịch gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế, và kiềm hãm và đổ lỗi cho nhau chỉ làm thay đổi mục tiêu chống dịch của thế giới này mà thôi. Ông Tập nói như vậy. Và ông cũng nói rằng sẽ luôn có mâu thuẫn giữa các nước, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng con người cần học hỏi từ lịch sử lâu dài và nuôi dưỡng những cái cơ hội mới. Và trước tiên chúng ta cần hợp tác và cùng nhau đánh bại đại dịch. Ông cũng đề nghị rằng những nhà lãnh đạo trên thế giới cần vạch ra những cái lộ trình mới để phục hồi kinh tế toàn cầu. Toàn cầu hóa sinh thái xu thế của thời đại. Chúng ta nên xóa bỏ các rào cản, không dựng lên các bức tường và tìm kiếm sự hội nhập. Ông cũng cho biết rằng cái lạm phát toàn cầu đã gia tăng và chúng ta cần giữ cho cái chuỗi cung ứng công nghiệp được thông suốt bằng cách đưa ra các quy tắc chung cho nền kinh tế kỹ thuật số. Và ông cũng nói rằng Bắc Kinh hoàn toàn tự tin về sự phát triển kinh tế của mình và động lực chung của nền kinh tế là rất, rất tốt, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách và mở cửa.
Nhưng mà một số nhà phân tích về khi mà ông nói những cái lời này ra đó ở cái diễn đàn kinh tế thế giới Davos, thì rất là nhà phân tích về kinh tế và chính trị trên thế giới họ đã thấy rằng hiện tại Trung Quốc đang có những cái vấn đề trong nội bộ, đặc biệt là cái ghế của ông Tập Cận Bình. Nó đang nằm trong một cái thế mà bây giờ nó không hẳn là nó vững, bởi vì những cái thế lực nội bộ trong đất nước Trung Quốc. Cho nên ông Tập Cận Bình phải đang cố củng cố cái địa vị của mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai về mặt kinh tế, là quý vị có thấy là về vấn đề mà địa ốc, những cái vấn đề mà kinh tế mà đầu tư lớn nhất đưa lên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và thế giới vân vân, công ty Evergrande là vừa qua đó là đã bị sụp đổ, và rất nhiều cái đế chế khác nữa chuẩn bị sụp đổ trong về cái vấn đề mà bất động sản. Kế tiếp nữa đó là hệ thống ngân hàng của Trung Quốc cũng đang nằm trong một cái tình trạng có thể vỡ nợ bất cứ lúc nào. Cho nên nó là một cái bong bóng về bất động sản, cũng giống như là về kinh tế có nhiều cái sự rủi ro, và về mặt chính trị cũng bất ổn ở tại đất nước Trung Quốc. Hơn nữa là vấn đề đại dịch vẫn chưa có dẹp được ở tại đất nước Trung Quốc, cho nên nó có tất cả những cái này nó cộng hưởng lại, cho nên cái vấn đề mà để giữ được cái uy thế của mình, hay là giữ được cái ghế của mình, hay cái quyền lực của mình, thì Tập Cận Bình cũng đang là rất là khó khăn. Cho nên khi mà họ nói rằng mở miệng ra nói những cái lời này chỉ là những cái lời sáo rỗng, nó sẽ không đi đến đâu cả, là nó mang một tính cách để cho người dân nhìn thấy đó là cái uy lực mà thôi. Nhưng mà thật ra thì đất nước Trung Quốc đang lâm nguy chứ không phải là như vậy. Đó là anh đi mượn những lời của những nhà mà phân tích về kinh tế, chính trị trên thế giới, họ đang nói về đất nước Trung Quốc. Một cái sự kiện khác là một cái tàu ngầm hạt nhân của Hoa Kỳ, nó tên là USS Nevada, thì bất ngờ cập cái bến cảng ở đảo Guam. Một cái hành động được cho là gửi cái thông điệp đến các đồng minh và những đối thủ trong cái bối cảnh mà Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nó đang căng thẳng. Và theo cái hãng tin Navy Times, USS Nevada là cái tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Hoa Kỳ. Hôm 15 tây tháng 1 đã cập cảng ở đảo Guam, và đây là cái chuyến thăm đầu tiên tới đảo Guam của cái tàu ngầm này kể từ năm 2016, và cũng là cái chuyến thăm thứ hai kể từ những năm 1980. Cái chuyến thăm này nó nhằm củng cố cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và các đồng minh ở khu vực, thể hiện cái năng lực, sự cơ động và sẵn sàng đem cái cam kết vững chắc của Hoa Kỳ đối với an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đó là thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ cho biết. Tuy nhiên trong cái bối cảnh mà nó căng thẳng trong cái khu vực leo thang, thì Washington có thể công khai một số thông tin về hoạt động các tàu ngầm mà đối thủ khó có thể sánh kịp. Cái điều này là nhằm đi phát đi một cái thông điệp được cho rằng có chủ ý hoặc là không. Thomas Sugar là một hạm trưởng của tàu ngầm Hải quân của Hoa Kỳ, hiện là chuyên gia phân tích tại Trung tâm An ninh của Hoa Kỳ bình luận. Tàu ngầm hạt nhân USS Nevada được coi là một trong những vũ khí uy lực nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Cái con tàu này có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo Trident và hàng chục đầu đạn hạt nhân. Và tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân cho phép nó hoạt động liên tục nhiều tháng dưới biển mà không cần phải nạp năng lượng. Trung bình mỗi một cái tàu hạt nhân lớp Ohio có thể hoạt động dưới biển tới 77 ngày với thủy thủ đoàn là khoảng hơn 150 người. Cho nên quý vị biết cái hành trình của cái con tàu USS Nevada này nói riêng, và những cái tàu ngầm hạt nhân hàng đầu của Hoa Kỳ khi mà họ đi ở dưới biển ít có khi nào mà tiết lộ ra cho ai biết, được cho rằng nó là bí mật một cách hoàn toàn. Nhưng mà lần này lại trồi lên ở ngay đảo Guam, thì nó muốn nói lên cái điều gì? Thì qua những sự phân tích thì anh đi vừa gửi đến cho quý vị, cho nên quý vị cũng đã thấy cái vấn đề một cách rõ ràng. Nó muốn gửi đi một cái thông điệp tới tất cả đồng minh của mình để trấn an họ, một mặt khác là để cảnh báo Bắc Kinh là lúc nào ở dưới lòng biển đây chỉ là một chiếc tàu nổi lên thôi, còn bao nhiêu chiếc tàu khác, hạt nhân khác, mang đầu đạn hạt nhân khác nữa. Và những đầu đạn hạt nhân này có thể chĩa vào Bắc Kinh,
có thể chĩa vào Quảng Đông, có thể chĩa vào Quảng Tây, có thể chĩa vào những cái thành phố quan trọng của Trung Quốc. Và chỉ một đầu đạn hạt nhân thôi là đã đi tới một kết cục như thế nào. Nó trái ngược lại với cái hành động, cái lời nói của ông Tập Cận Bình khi ngày hôm nay nói rằng đối đầu với, những cường quốc đối đầu với nhau thì không có lợi gì cả. Và cách đây vài ngày thì ông có nói rằng nếu đem vũ khí hạt nhân ra đối đầu với nhau thì lại càng gây nguy hiểm hơn nữa và không ai có lợi. Đó là lời của ông Tập Cận Bình. Một số những tin tức quốc tế anh đi vừa gửi đến cho quý vị như vậy. Và sau đây thì một số những tin tức khác. Quý vị biết rằng trong cuối tuần qua đó thì anh đi liên tục theo dõi cái vụ mà sóng thần và núi lửa ở tại Tonga. Thì cái núi lửa ở Tonga đó, ngày hôm nay đó, là ngày 17 Tây rồi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục phun nữa từ ngày 16 qua tới ngày hôm nay. Thì những cái đợt sóng kế tiếp nó lại theo sau, và những đợt sóng lớn. Và hiện tại thì cái quốc đảo Tonga này đang kêu gọi thế giới là viện trợ khẩn cấp nước ngọt, thực phẩm sau khi mà cái núi lửa mà Hunga Tonga nó trào lên hôm 15 tây tháng 1. Thì thật ra đó nó trào ra từ ngày 14 rồi tới ngày 15, tới ngày 16 nó tạo nên sóng thần, và cả thế giới phải nhiều quốc gia trên thế giới đúng hơn, chẳng hạn như những cái đảo Fiji gần đó hay là New Zealand, như là thành phố Auckland của New Zealand, và nó lan rộng lên tới cả nhiều quốc gia khác, chẳng hạn như ở Chile, qua tới cả cái vùng mà miền Tây của Hoa Kỳ, từ trải dài từ suốt từ trên cả Oregon, Seattle, Oregon kéo dài xuống San Diego, mà đặc biệt là ở gần thành phố San Jose này đó, thì nơi đi sinh sống khoảng chừng 1 tiếng lái xe đó là bờ biển Santa Cruz cũng bị sóng thần và cơn sóng cao hơn 1 mét. Và chính quyền phải cảnh báo rằng là dân chúng phải tránh xa bờ biển. Thì quý vị cũng biết rằng cái vụ phun trào này, cái sức dữ dội lên tới mức mà người dân ở cái đảo Fiji, cách cái đảo Tonga khoảng 800 cây số, cũng nghe được cái âm thanh từ núi lửa. Và theo cái đài truyền hình của Al Jazeera, là chính quyền của chính phủ của Tonga cho biết rằng cái thông tin liên lạc vẫn bị gián đoạn và chưa rõ cái mức thiệt hại về người và về của cải như thế nào. Và chính quyền thì kêu gọi khẩn cấp là giúp cho họ nước ngọt và thực phẩm. Cái trung tâm tư vấn về núi lửa Darwin cho biết cái núi lửa Hunga Tonga, Hunga Haapai tiếp tục phun trào tới ngày 16 tháng 1 giờ địa phương cho tới bây giờ. Trong khi đó thì Trung tâm Cảnh báo Sóng Thần Thái Bình Dương cho biết là đã thấy những cái đợt sóng lớn trong khu vực này. Đây có thể là do một cái đợt phun trào khác của núi lửa Tonga, nhưng mà không có trận động đất nào đủ lớn để tạo ra cái đợt sóng này. Ngày 17 tháng 1, cả Úc và New Zealand đều cử máy bay đi thị sát nhằm đánh giá cái thiệt hại ở Tonga, và hai nước cho biết đang phối hợp với Hoa Kỳ, Pháp và các quốc gia khác để hỗ trợ nhân đạo tại Tonga. Theo các báo cáo ban đầu thì ông Jeff Shishija là bộ trưởng phụ trách Thái Bình Dương của Úc cho biết không có thương vong nhiều với cư dân ở sân bay và có vẻ trong tình trạng tương đối tốt. Tuy nhiên ông cũng ghi nhận có thiệt hại đáng kể về cầu đường. Hội chữ thập đỏ đã đề nghị giúp đỡ Tonga, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương cho biết đã sẵn sàng để giúp đỡ Tonga sau cái thảm họa thiên nhiên độc nhất vô nhị trong gần một thập kỷ. Và trong thời gian tới, chúng ta sẽ có được cái bức tranh rõ ràng hơn về tình hình ở Tonga cũng như phần còn lại của lục địa Thái Bình Dương xanh. Đó là Tổng thư ký PIF Henry Puna đã tuyên bố như vậy. Sáng ngày hôm nay, theo đài BBC, thì New Zealand đã gửi 2 máy bay đến Tonga, 1 chiếc máy bay chở theo những vật phẩm hỗ trợ cần thiết và 1 máy bay Orion để đánh giá cái tác động của sóng thần và vụ phun trào núi lửa. Và Tonga cũng đã gửi các tàu hải quân đến các đảo bên ngoài để đánh giá thiệt hại. Hội chữ thập đỏ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế cho biết có tới 80.000 người ở Tonga đang bị ảnh hưởng trong cái thảm họa thiên tai.
Tuy nhiên cho đến nay thì chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Thủ tướng New Zealand cho biết họ chưa biết về quy mô thiệt hại của các đảo do cái việc thông tin liên lạc bị hạn chế. Thực ra thì nó phun trào từ ngày 14 tây tháng 1, tiếp theo 15 tây tháng 1, rồi tới 16 tây tháng 1. Cái đợt phun trào nó tương đương với cái trận động đất có cái độ lớn cỡ khoảng 5.8 độ Richter. Cái không chỉ nó bắn khói ra gas và hơi nước xa đến 20 cây số, cái đợt phun trào còn gây sóng thần ập vào Tongatapu, nơi đặt cái thủ đô mà Nuku'alofa. Những cái tiếng nổ có thể nghe thấy tận tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ cách đó khoảng 10.000 cây số. Và sóng thần cao khoảng 1.2 m ập vào Nuku'alofa, sau đó là gây cảnh ngập nhà cửa và người dân ven biển phải chạy đến các nơi cao hơn. Vụ việc đã khiến khắp nơi trên Thái Bình Dương phát cảnh báo sóng thần, và tại Chañaral, Chile cách đó hơn 10.000 cây số cũng ghi nhận con sóng đến 1.74 m. Sóng nhỏ hơn cũng được ghi nhận tại những nơi khác như Alaska của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Được sóng lan đến Nhật Bản cao tới 1.2 m, và tại California thì sóng thần gây ngập lụt tại thành phố Santa Cruz, trong khi Peru đã đóng cửa 22 cảng để đề phòng. Núi lửa Hunga, Tonga, Hunga, Ha'apai nằm cách thủ đô Nuku'alofa của Tonga khoảng 65 cây số về phía bắc, trong khi các đợt phun trào gần đây nhất là năm 2009 và năm 2015. Cái núi lửa này đã khiến cái mực nước biển dâng cao và phun lượng lớn đất đá và tro bụi vào không khí. Andy vừa mới tổng hợp lại toàn cảnh cái vụ mà từ cuối tuần qua 14, 15 tây, 16 và ngày 17 tây. Hiện tại thì đất nước Tonga như thế nào? Nếu quý vị mở báo đài lên bây giờ thì toàn cảnh là những người Tonga đang ở nước ngoài, họ không liên lạc được với cái đất nước Tonga bởi vì cái hệ thống internet nó đã bị hư hại hoàn toàn. Và cho tới giờ phút này họ vẫn không liên lạc được, không biết cái số phận của người thân mình như thế nào. Rồi theo những nguồn tin đó mà đưa ra được thì quý vị thấy không có bị thiệt hại về nhân mạng, thì đó là cũng là một cái điều làm cho những người thân nhân đang ở ngoài Tonga họ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà hiện tại thì vẫn cái đợt núi lở vẫn phun lên và chúng ta cũng không biết bao giờ nó dừng lại. Một mặt khác nữa là còn những đợt phun nào nữa hay không và gây cái tổn hại gì nữa hay không thì chúng ta cũng thể biết được. Nhưng mà cái điều may mắn là không có thiệt hại về nhân mạng. Tài sản thì có, đường xá thì có. Nhưng những chuyện đó bây giờ cả thế giới đang chung tay lo cho thân gà. Còn riêng tại đất nước Hoa Kỳ thì các hãng hàng không của Hoa Kỳ đã hủy hơn 2.700 chuyến bay ở tại Hoa Kỳ vào Chủ nhật. Bởi vì mỗi cơn bão mùa đông nó kết hợp gió lớn và băng chuẩn bị ập vào cái bờ đông của Hoa Kỳ vào cái dịp lễ cuối tuần. Cái chuyến bay bị hủy trước 12 giờ rưỡi chiều miền đông Hoa Kỳ hôm Chủ nhật gồm hơn 2.700 chuyến bay tới và xuất phát trong nội địa của Hoa Kỳ. Theo trang web theo dõi chuyến bay mà FlyAware, thì dữ liệu cho thấy có 1.500 chuyến bay đã bị trì hoãn. American Airlines có hơn 600 chuyến bay bị hủy và gần 95% các chuyến bay từ sân bay quốc tế Charlotte Douglas ở phía Bắc Carolina, mỗi trung tâm của American Airlines đã bị hủy theo cái trang web FlyAware. Và Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia cũng cho biết là một cơn bão mùa đông lớn sẽ ảnh hưởng đến miền đông Hoa Kỳ vào ngày thứ Hai. Theo cơ quan này thì khoảng 74 triệu người đã được cảnh báo về cơn bão. Và thống đốc tiểu bang Georgia là Brian Kemp đã tweet vào Chủ nhật rằng mọi người nên tránh đi lại không cần thiết trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Thống đốc các tiểu bang Georgia, Virginia, North Carolina, South Carolina đã tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp về cơn bão này. Đó là tình trạng mà bão tố ở tại Mỹ. Còn một cái vụ mà trong suốt cuối tuần qua đó là cái vụ bắt con tin ở tại Texas, một kẻ khủng bố. Lúc đó thì được cho rằng một cái vụ mà bắt con tin thôi, nhưng mà bây giờ thì Hoa Kỳ khẳng định cái vụ bắt con tin tại Texas là đó là một kẻ khủng bố mà đã thực hiện cái hành vi khủng bố, mà thủ phạm là một người Anh. Thì những cái cơ quan mà nhà chức trách của Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra có cái tầm mức quốc tế về một công dân Anh đã bị hạ sát vào tối 15 tháng 1 sau khi bắt giữ nhiều con tin tại một nhà thờ Do Thái ở cái thị trấn mà Colleyville
ở tiểu bang Texas, cả Washington lẫn London đều tố cáo một cái hành vi khủng bố. Theo Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden, cơ quan FBI đã xác nhận danh tính của thủ phạm là Malik Faisal Akram, 44 tuổi, một người mang quốc tịch Anh. Trước khi bị cảnh sát tấn công và hạ sát, thì thủ phạm đã có những lời lẽ bài Do Thái và chống Do Thái, đồng thời khẳng định đòi trả tự do cho một người Pakistan đã ngồi tù từ 10 năm nay. Ông Tổng thống Joe Biden đã khẳng định rằng đó là một hành vi khủng bố. Và theo cái tờ từ New York, thì thông tín viên AFI Lubna Anaki cho biết thêm cái thông tin về nghi phạm khủng bố là Malik Faisal Akram đã đặt chân lên nước Mỹ vào ngày 29 tây tháng 12 vừa qua. Các nhân viên điều tra của FBI hiện đang cố gắng tìm hiểu lý do vì sao nhân vật này lại tấn công giáo đường Do Thái ở Coslayville. Vũ khí mà Alex Akram sử dụng rõ ràng đã được mua một cách bất hợp pháp. Cái điều chắc chắn là thủ phạm đã yêu cầu trả tự do cho Afia Siddiqui, là một phụ nữ Pakistan đang bị giam giữ trong một nhà tù ở Texas về tội khủng bố. Tuy nhiên, trái với thông tin từng được truyền thông Hoa Kỳ loan tải lúc ban đầu, thì Malik Akram hoàn toàn không có quan hệ gì với gia đình mà người mà hắn đòi trả tự do. Trong quá trình giải quyết cái vụ bắt giữ con tin, thì các nhà đàm phán đã liên lạc với các gia đình của kẻ tấn công để thuyết phục anh ta đầu hàng. Thì hôm qua, Faisal Akram là anh trai của Malik cho biết anh rất đau khổ về hành động của em trai mình, đồng thời khẳng định rằng Malik Akram đã bị cái vấn đề tâm lý. Thông tin trên thì chưa được nhà chức trách của Hoa Kỳ xác nhận, và cơ quan FBI đã kêu gọi cái giới điều tra của Anh cố gắng tái lập một cái hành trình và xác định cái động cơ của kẻ bắt giữ con tin. Cái điều chắc chắn theo FBI là thủ phạm đã hành động một mình. London thì dĩ nhiên đã nhanh chóng lên tiếng về vụ công dân của mình dính líu đến khủng bố. Ngoại trưởng Anh là Liz Truss hôm qua cũng lên án một cái hành vi khủng bố bài trừ Do Thái, đồng thời tuyên bố sẽ song hành cùng Hoa Kỳ trong cuộc điều tra. Ngày tối ngày hôm qua, thì cảnh sát chống khủng bố của nước Anh cho biết rằng đã câu lưu hai thanh niên ở cái khu vực phía nam thành phố Manchester có liên quan đến cái vụ bắt con tin ở tại Hoa Kỳ. Cái vụ này nó lùm xùm suốt cả một cuối tuần qua. Cuối cùng thì tất cả con tin đều được giải thoát một cách an toàn. Chỉ có nghi phạm là bị bắn chết. Và bây giờ tiếp tục điều tra và đã biết được danh tính và đã câu lưu một số những người khác liên quan tới vấn đề ở tại nước Anh. Một cái bản tin ngày hôm nay liên quan tới vấn đề mà cướp bóc ở tại California hay nhiều nơi trên nước Mỹ. Thì bây giờ xe vận tải giao hàng trở thành mục tiêu mới của nạn trộm cướp. Một bản tin đến đi từ Atlanta, Georgia. Thì nhiều cái tên trộm hiện nhắm có mục tiêu cướp hàng hóa trên các xe vận tải đang đi giao hàng, thay vì trộm từ các cửa hàng như trước đây, theo CNBC đưa tin. Thì bà Carol Tom, tổng giám đốc của UPS hôm thứ Sáu vừa qua, thì 14 tây tháng Giêng, cho biết là một chiếc xe vận tải của công ty từng bị cướp ở Atlanta vào lúc sáng sớm. Những tên tội phạm đợi lấy hàng từ kho và rời đi mới bắt đầu ra tay cướp. Tài xế chĩa súng yêu cầu dừng xe và tài xế bị trói, ném vào phía sau. Sau đó những tên cướp để lấy đi các gói hàng. Bà Thum thường thuật lại với CNBC cái vụ cướp này diễn ra vào cuối tháng 12, đó là theo bản tin của NBC. Bên cạnh đó, tại các trung tâm thành phố Los Angeles, một đoạn video cho thấy các bao bì đóng gói hàng hóa rải rác trên các đường tàu. Nhóm cướp đột kích vào container chứa hàng hóa, cướp bóc rồi bỏ lại những thùng hàng của Amazon và REI. Những cái hàng hóa bị cướp bao gồm những cái bộ xét nghiệm COVID-19, mồi câu cá, vân vân. Theo bản tin từ NBCLA, thì các vụ trộm diễn ra liên tục trong những tháng gần đây. Sau những vụ đột nhập táo tợn tại các cửa hàng như Nordstrom, viện trộm cắp có tổ chức bắt đầu thu hút được sự chú ý từ nhà bán lẻ và nhóm thương mại. Họ lo ngại rằng những món hàng bị đánh cắp có thể được bán ẩn danh trên mạng để tẩu tán. Hồi tháng trước, thì tổng giám đốc của các công ty bao gồm Target, Neiman Marcus, Levi Strauss & Co. vân vân và Walgreens đã gửi thư tới Quốc hội để thúc giục giới lập pháp ra luật khiến tội phạm không thể che giấu danh tính với một tài khoản giả và đưa thông tin kinh doanh sai lệch trên thị trường mua bán của bên thứ ba.
Và Corey Barry là tổng giám đốc của Best Buy cho biết các vụ trộm cướp thường diễn ra một cách táo bạo, càng gia tăng sự khó khăn cho nhiều nhà bán lẻ trong việc tìm kiếm và giữ chân các thành viên. Quý vị biết cái tình trạng này thì nó xảy ra ở tại California trong thời gian này, được cho rằng nó loạn lên thì đúng. Ăn cắp, kéo nhau cả đám, đập bể những cái tủ vàng trang sức, túi sách quý giá dành cho phụ nữ, rồi ôm bỏ chạy lên xe. Mặc dù rằng thống đốc của California là Gavin Newsom đã ra lệnh cho cảnh sát tuần tra nhiều hơn ở trong cái khu vực shopping để giữ an toàn cho người đi mua sắm cũng giống như tài sản của những cái cơ sở làm ăn. Và họ cũng đã dùng cái cảnh sát tuần tra xa lộ, tức là CSP, họ cũng đã thu hồi được một số lượng hàng hóa khổng lồ lên tới vài chục triệu đô la. Nhưng mà một cái vấn đề đó là cái mùa này là cái mùa dịch. Các cái nhà tù ở tại California không có chỗ để mà giữ những cái người tù nhân này, và thường thường cho họ tại ngoại hầu tra, thả họ về thì họ lại tiếp tục đi ăn cắp ăn trộm và đi ăn cướp như thế này. Cho nên quý vị thấy đó là một cái vấn nạn mà hiện tại California đang vấp phải và rất khó giải quyết về vấn đề này, mặc dù ông Gavin Newsom đã làm hết sức của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì quý vị cũng biết mà, cách đây vài ngày anh đi có gửi cho quý vị một cái bản tin. Đó là nói về cái vấn đề mà những cái hãng sản xuất những cái memory card, những cái con chip hay là những cái trang thiết bị về điện tử cũng chuyên chở từ miền Nam, miền Bắc California thì bị những kẻ cướp. Nó chặn xe lại và ăn cướp những cái món hàng đó và bán ra trên khắp thế giới. Và hiện tại trên đất nước Việt Nam cũng đã có những lô hàng mà có những cái serial number mà nhà sản xuất cũng đã cho biết đó là hàng ăn cắp. Và một trong những cái công ty bán lẻ nổi tiếng của Việt Nam đã vướng vào cái vấn đề này và phải thu hồi lại món hàng và thông báo lại cho bên những cái hãng sản xuất. Cho nên đây cũng là một cái vấn nạn mà có lẽ rằng chưa có chấm dứt đâu bởi cái sự hỗn loạn trong cái mùa dịch bệnh này. Và một vấn đề khác là ngày hôm nay đó liên quan tới cái vấn đề mà tham dự Thế vận hội mùa đông năm 2022 tại Trung Quốc, thì Hoa Kỳ là một cái quốc gia mới nhất đã khuyên các vận động viên của Hoa Kỳ khi bay qua Trung Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông năm 2022 vào ngày 4 tháng 2 sắp tới đây, là hãy để điện thoại riêng ở nhà và qua Trung Quốc xài điện thoại cái loại mà xài xong một lần rồi quăng bỏ đi. Bởi vì sao? Bởi vì sợ Trung Quốc sẽ cài những cái trang thiết bị để lấy cắp những cái data của họ. Nước Anh, Canada và Hà Lan và một số những quốc gia khác cũng khuyên vận động viên của họ như vậy. Vì sợ Trung Quốc theo dõi cái làn sóng điện thoại và có thể xài gài cái nhu liệu theo dõi. Cho nên quý vị thấy đó là một trong những cái vấn đề mà Trung Quốc bây giờ mất uy tín trên thế giới, bởi vì đụng đâu là cũng gián điệp, đụng đâu gián điệp kinh tế, gián điệp quân sự, rồi ăn cắp những cái kỹ thuật của thế giới đem về cái quốc gia của mình. Ngày hôm nay Trung Quốc cũng hủy bán vé Thế vận hội Bắc Kinh mùa đông cho công chúng và chỉ cho phép người có vé mời mới được dự cái Thế vận hội mùa đông này mà thôi. Thì hồi tháng 9 năm 2021 thì ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh thông báo sẽ bán vé cho người Trung Quốc đại lục và không đón khán giả quốc tế để phòng ngừa COVID-19. Tuy nhiên hôm nay thì ban tổ chức cho biết cái kế hoạch này bị hủy đi. Quyết định điều chỉnh cái kế hoạch ban đầu là từ bán vé cho công chúng thành bố trí khán giả xem các màn thi đấu được đưa ra để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho các nhân viên cùng khán giả. Thì ban tổ chức cho biết trong cái thông cáo ngày 17 tháng 1, tức là ngày hôm nay, chưa rõ khán giả được chọn là chọn như thế nào để được nhận vé mời và họ có phải cách ly trước hay không, sau khi tham dự hay không. Quyết định được đưa ra sau khi Trung Quốc ghi nhận lên tới 223 ca nhiễm mới trong 24 giờ vừa qua, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020 và nâng số tổng số lên tới 105.087 ca nhiễm. Và Trung Quốc phải đang đối phó với cái loạt đợt bùng phát tại các thành phố trọng điểm và địa phương cấp tỉnh. Olympic mùa đông năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 tới ngày 20 tây tháng 2 tại các địa điểm trong và xung quanh Bắc Kinh, biến cái thủ đô Trung Quốc thành cái thành phố đầu tiên trong lịch sử đại tổ chức
Olympic Bắc Kinh mùa hè và mùa đông. Và cũng chính cái điều này cho nên họ cố gắng tổ chức cho bằng được, mặc dù đó thì cái vấn đề đại dịch nó vẫn đang hoành hành. Tại California thì ghi danh cái bậc học cử nhân trở xuống tại California trong mùa thu năm 2021 đã giảm gần 250.000 sinh viên kể từ khóa mùa thu năm 2019 trước đại dịch. Theo bản khảo sát phổ biến hôm thứ Năm vừa qua 13 tây tháng 1 của National Student Clearinghouse thì trong đó có thấy rằng California có cái mức giảm hơn 99.000 sinh viên, tức là giảm 4.3% trong cái số ghi danh dưới cái bậc cử nhân từ mùa thu 2020 tới mùa thu 2021. Trong đó phần lớn là vì giảm 9.9% tại các trường cao đẳng cộng đồng, đại học 2 năm. Đó là tình trạng học hành ở tại California. Hôm nay có một bản tin đi đọc vui vui cũng gửi đến cho quý vị, tức là ông thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa của Kentucky. Ông đã từng dạy sinh viên rằng loan tin giả là một cái chiến thuật lớn để thành công. Quý vị nghe ông nói như vậy có lý không? Ông nói như vậy là vào hồi năm 2013 với sinh viên của cái trường đại học University of Louisville. Thì cái tuyên bố này đã được ghi lại trong một cái băng video. Và cụ thể rằng ông nói rằng loan tin giả trước các kỳ thi là để các sinh viên đối thủ học nhầm cái đề mục khác. Ông nói như vậy trong cái bài giảng trước trường đại học y khoa, lúc đó là một sinh viên xin cái lời khuyên về kỳ thi ngày mai. Ông Paul nói rằng không bao giờ gian lận, nhưng tôi đôi khi loan tin giả, đó là một cái chiến thuật rất lớn và tin giả có thể rất quan trọng. Ông Paul nói thêm rằng chúng ta cứ loan tin giả đi, chúng ta biết đề thi ngày mai là về gan, về thận. Như vậy là các sinh viên học về gan, về thận, nhưng rồi họ không học về những cái cơ phận khác. Thì lúc đó chúng ta sẽ thắng họ và chúng ta sẽ có điểm tốt hơn. Tức là đó là một cách mà tung tin giả để lấy lợi cho bản thân của chúng ta. Thì bây giờ cũng chính vào cái tin giả này có thể đem áp dụng vào những cái vấn đề bầu cử hay chính trị hay những cái chiến lược của Hoa Kỳ thì chúng ta vẫn có thể thành công. Cho nên cái lời của ông Rand Paul này một lần nữa bị chỉ trích rất là dữ dội với tư cách là một thượng nghị sĩ mà đi dạy học trò như vậy. Một cái vấn đề khác cũng liên quan tới vấn đề giáo dục, đó là Abra Ormes là một ủy viên của Hội đồng Giáo dục quận Fairfax County, đã gửi đi một cái tin nhắn tới một ủy viên khác tên là Stella Pekarsky và cho biết rằng cái chính sách thu nhận học sinh của học khu có cái tính cách kỳ thị đối với học sinh gốc Á. Và hai ủy viên đang nói về cái ngôi trường trung học viết tắt là TJ, tức là Trung học Thomas Jefferson High School for Science and Technology, được xếp hạng thứ nhất Hoa Kỳ trên cái danh sách trung học toàn quốc của cái tạp chí US News and World Report. Cái chính sách mới trong năm 2020 của nhà trường đã làm giảm ghi danh học sinh Hoa Kỳ gốc Á, tức là giảm 19% trong năm 2021, trong khi trường thừa nhận là thêm các sắc dân thiểu số khác, nhưng 20% cư dân của cái quận Fairfax County, Virginia là người gốc Á. Đã lộ ra cái tin nhắn giữa Ormes và Pekarsky, lại lộ thêm cái email của Jeremy Sugart, trưởng phòng tuyển sinh của TJ, gửi đi Lady Huda là viên chức học khu của Fairfax, yêu cầu làm quân bình cho cái sân chơi và cho thấy rằng Sugart nghĩ rằng học sinh da trắng và gốc Á hơi đồng. Và rồi Pekarsky đã gửi email tới Ormes rằng Scott Pratman, tổng học khu Fairfax, đã làm rối tung TJ và sau đó là một cái phong trào người gốc Á ghét người da trắng. Và Ormes trả lời rằng ông quá ngu và ông quá trắng để giải quyết cái vấn đề. Và Ormes cũng gọi cái kiểu làm việc của Braben là kỳ thị sắc tộc. Và cuối cùng quý vị biết cái vấn đề này nó như thế nào thì ngày mai là ngày thứ ba 18 tây tháng 1 thì cái hồ sơ này sẽ tranh cãi ở cái tòa liên bang. Bởi vì những cái email và tin nhắn kia lộ ra công khai thì cái hội phụ huynh của TJ kiện của Hội đồng Học khu Fairfax County
và nói rằng cái TJ kỳ thị người gốc Á. Cho nên quý vị thấy vấn đề này ngày mai là sẽ có một cái cuộc cãi nhau nữa, tức là cái người gốc Á vẫn luôn luôn, và một số những sắc dân khác nữa vẫn là một cái vấn đề mà được cho rằng bị kỳ thị, và càng ngày nó càng gia tăng sau cái kỳ đại dịch này. Trong cái kỳ đại dịch đúng hơn, bây giờ nó chưa đến cái thời kỳ mà sau đại dịch. Còn cuối tuần qua anh đi gửi cho quý vị nghe một cái lời của ông bác sĩ Anthony Fauci, bác sĩ tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn của Tòa Bạch Ốc trong Tổng thống Joe Biden về vấn đề COVID-19. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn, thì ông Anthony Fauci đó, lúc đó ông chỉ có nói rằng lầm bầm ở trong miệng thôi, nhưng không ngờ cái microphone nó quá nhạy, cho nên ông nói là Chúa ơi, cái thằng này nó ngu dễ sợ. Ý là nói là sao thằng này nó ngu quá vậy, khi mà hỏi những cái lời rất là ngu ngốc. Bởi vì cái tay đó tên là Thượng nghị sĩ Roger Marshall thuộc Đảng Cộng Hòa. Thì tay này mới hỏi ông Anthony Fauci là tại sao không công khai cái tài chính của ổng, và ổng đã đầu tư vào những công ty nào, ngụ ý như là những công ty về thuốc, sản xuất thuốc men, hay là về những cái công nghệ về y tế, hay là trang thiết bị về y tế vân vân. Thì ông Anthony Fauci ổng nói là ổng đã công bố trên cái trang web hết rồi, thì của chính phủ rồi, muốn tìm hiểu về vấn đề tài sản của ổng hay đầu tư vào đâu thì lên đó mà đọc. Cho nên sau khi ông trả lời xong thì ông mới lầm bầm, sao ông hỏi sao cái thằng này nó ngu quá Chúa ơi. Cho nên cái lời đó nó lộ ra. Thì bây giờ chính thượng nghị sĩ Roger Marshall đó của Đảng Cộng Hòa đã trả thù ông Anthony Fauci, đưa ra một cái dự luật viết tắt cũng cái tên là Fauci, tức là FAUCI Act. Và cái chữ đó viết từ cái chữ là F tức là Financial, A tức là Accountability, rồi cái chữ U đó là Unique, rồi chữ C tức là Compensate, rồi chữ I đó tức là Individual Act, tức là lấy cái tên của ông Fauci luôn. Ông Marshall nói với tờ báo The Hill rằng tìm cái hồ sơ đầu tư tài chính của các viên chức liên bang như ông Fauci rất là khó khăn, nên đưa ra một cái dự luật để công chúng dễ tìm hơn. Cái dự luật buộc Sở Đạo đức Công quyền, tức là Office Government Ethics, phải đăng cái hồ sơ tài chính của Fauci và các quan chức khá trực tiếp lên trang web này để dân chúng có thể dễ dàng nhìn thấy. Tạp chí Forbes trước đây viết rằng Fauci có lương là 417.608 đồng trong năm 2019, là viên chức liên bang có lương cao nhất. Cho nên đây là một vấn đề mà được cho rằng ông Roger Marshall, ông thượng nghị sĩ, ông trả thù ông Anthony Fauci, khi ông Anthony Fauci, ông nói sao ông này ngu ngốc quá vậy. Và rồi một cái bản tin khác nữa cho quý vị thấy rằng YouTube nó khó khăn như thế nào, và họ làm những cái việc, những cái người mà đăng trên YouTube mà đi ngược lại những cái policy của họ, cũng giống như là vi phạm về những cái vấn đề mà họ đưa ra, chẳng hạn như COVID-19. Chắc quý vị cũng không lạ gì cái ông Dan Bongino là cái người dẫn chương trình nổi tiếng trên cái đài Fox News. Bây giờ ông này bị gặp nạn vì ông này ổng nói chuyện không có đúng ở trên YouTube. Một phát ngôn nhân của YouTube hôm thứ Sáu 14 tháng 1 đã nói rằng đã gỡ bỏ cái trang web của ông Dan Bongino trên YouTube vì một cái video của ông Bongino nói rằng mang khẩu trang là vô ích, không ngăn cản được COVID-19. Thì lần đầu vi phạm là Bongino bị YouTube lột cái trang web, cái channel của mình đi một tuần lễ. Cái vấn đề là cái channel YouTube của Bongino kiếm ra nhiều tiền, có tới 870.000 người theo dõi trên YouTube. Và theo cái nội quy của YouTube là trong vòng 90 ngày, nếu phạm lỗi mà nói bậy hay loan tin vịt sẽ bị treo 2 tuần lễ. Lần thứ 3 là treo vĩnh viễn. Cái trường hợp ông Trump là lần thứ 3 thì đã bị treo vĩnh viễn. Đó là cái gương cho mọi người. Một cuộc thăm dò mới của OnePoll thực hiện cho công ty Ring đã nêu một câu hỏi với các cặp vợ chồng là quý vị làm gì khi người hôn phối không ở gần bạn, có nghĩa là người hôn phối đi du lịch, đi công tác hoặc vì một lý do gì đó không ở gần mình.
thì mình sẽ làm gì? Thì 2/3 những người được hỏi đó thì trả lời rằng họ sẽ mở máy tivi để xem những cái show hay những cái phim mà cái người hôn phối của họ không thích. Và khoảng 34% thú nhận rằng họ sẽ làm các món ăn mà người hôn phối của họ không ưa. Đây là hai cái câu trả lời mà anh đi cũng khá ngạc nhiên. Đúng, đã kết hợp với nhau thành vợ thành chồng, có con có cái. À, cuối cùng cũng không có hợp nhất được. Và để khi một trong hai người hôn phối của chúng ta không có bên cạnh chúng ta thì chúng ta làm những cái điều mình muốn. Đúng, có những cái điều mà mình chung nhưng mà có những điều riêng. Nhưng mà không đến nỗi phải chờ tới cái lúc mà chúng ta xa nhau thì chúng ta mới làm những cái điều chúng ta muốn. Cho nên khi mà anh đi đọc cái sống hơn nửa đời người rồi mà khi mà mới thấy cái cuộc thăm dò của cái OnePoll này, của cái công ty Ring này, thì mới thấy rõ ràng cho dù kết hợp với nhau bao lâu đi nữa vẫn có những cái riêng mà không bao giờ hợp nhất được. Và đây là một cái điều mà anh đi cho rằng một cái cuộc thăm dò rất là thú vị. Và có lẽ là một cái bản tin ngày hôm nay cuối cùng anh đi sẽ gửi đến cho quý vị ngắn như sau. Đó là quý vị chắc hẳn biết ông Sean Hannity, là ông này là một cái người dẫn chương trình bảo thủ của đài Fox News. Thì ông này á, cuối tuần qua đó, thì hôm 14 tây, ông có một cái người khách mời lên cái chương trình của ông để nói chuyện. Đó là một cái giáo sư về kinh tế. Và khi cái cuộc nói chuyện của ông Sean Hannity với lại cái ông giáo sư mà về kinh tế mà Austin Goolsbee này đó, thì nó tất cả các báo chí đều chạy lên một cái hàng tiếp. Đó là ông Sean Hannity cứng họng trên cái channel TV của mình, trên cái chương trình của mình. Mình làm anchor, mình mời khách tới mà mình hoàn toàn cứng họng không nói được gì hết. Bởi vì ông giáo sư này ông đã đưa ra những cái bằng chứng và ông có những cái sự phản biện quá hay mà Sean Hannity đã phải nói rằng hiếm khi nào bị cứng họng trên chính làn sóng của mình do mình làm anchor. Nhưng mà lần này ông đành phải thúc thủ. Và câu chuyện như sau anh đi kể đến cho quý vị. Trong cái chương trình mà hôm thứ Sáu vừa qua và theo cái tạp chí Newsweek, thì ông Hannity đưa ra cái lập luận công kích cái chính sách về năng lượng của ông Tổng thống Joe Biden khi so sánh với chính phủ tiền nhiệm. Thì quý vị nghe cái vấn đề này để quý vị thấy rằng Andy cũng đã gửi đến quý vị nhiều cái thông tin về vấn đề này để chúng ta có thể kiểm chứng. Nhưng mà đây là một cái sự kiểm chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên mà khi cái ông mà Austin Goolsbee, khách mời của cái chương trình, và đó là giáo sư kinh tế tại cái trường đại học University of Chicago, từng giữ cái vai trò cố vấn chính sách kinh tế cho chính quyền của ông cựu tổng thống Barack Obama, thì ông đã bác bỏ mọi cái luận điểm mà ông Hannity đã đưa ra. Ông Hannity cho rằng ông tổng thống Joe Biden kế thừa cái ngành kỹ nghệ năng lượng độc lập và đang thặng dư từ ông Trump. Nhưng chính sách của ông tổng thống Joe Biden đã làm giảm 40% công suất năng lượng và khiến nước Mỹ phải đi cầu xin cái khối OPEC. Thì để mà đáp trả lại cái luận điểm này thì ông Goolsbee đã chỉ ra rằng ông Tổng thống Joe Biden tiếp quản cái nền kinh tế đang suy thoái đến mức gần khủng hoảng. Và trong cái thời điểm như vậy, giá xăng dầu thường giảm mạnh. Ngoài ra, cái công suất kỹ nghệ năng lượng của Hoa Kỳ đã giảm 40% không phải do chính sách của Tổng thống Joe Biden mà là do kinh tế toàn cầu bị suy thoái. Và ông khẳng định rằng ông Biden không hề cầu xin OPEC. Vị tổng thống này đã thuyết phục OPEC và OPEC đã đồng ý tăng sản lượng. Thì sau đó ông Hannity lập luận rằng ông tổng thống Joe Biden xóa sổ việc làm của các công nhân tại dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, khiến giá năng lượng tăng. Tuy nhiên ông giáo sư Goolsbee đã vạch trần cái ngụy biện của nhà truyền thông bảo thủ rằng đường ống Keystone cho đến giờ này cũng chưa xây dựng xong nữa. Đó là ông Sean à, điều này không hề có ảnh hưởng đến công suất năng lượng mà ông nói. Vào thời điểm tháng 3 năm 2021, khi chính phủ của Joe Biden tước giấy phép đường ống Keystone Pipeline, chỉ được xây dựng có 8% công đoạn, đó là theo cái hãng thông tấn Reuters.
Nhà phát thanh bảo thủ chuyển cái câu chuyện sang phía OPEC và liên tục từ chối cái lời cầu xin của ông Biden. Thì ông giáo sư Gosby phản đối, họ không thể từ chối ông Biden, họ tuyên bố sẽ tăng cái công suất vào tháng giêng này. Vậy tại sao ông lại than phiền về cái chuyện này vậy hả ông Son? Cái lập luận của ông quá mâu thuẫn. Ông nói không muốn giá xăng dầu tăng, tôi chỉ ra rằng giá xăng dầu giảm và Tổng thống Biden thuyết phục được phía OPEC tăng sản lượng. Nhưng rồi ông lại hỏi tại sao ông Biden lại van xin họ tăng sản lượng. Trích dẫn từ cái nguồn tin của hãng thông tấn Reuters thì tính từ tháng 4 năm 2020, các công ty ngành năng lượng tại Hoa Kỳ bổ sung thêm nhiều giàn khoan xăng dầu nhất vào tuần lễ 14 tháng giêng năm 2022. Khi đại dịch bùng phát toàn cầu khiến sinh hoạt kinh tế toàn cầu phải đóng cửa hồi tháng 3 năm 2020, các hãng máy bay và các phương tiện giao thông đều ngưng động, làm toàn bộ kỹ nghệ dầu hỏa tê liệt và dẫn đến độ dầu thô mất giá ở cái mức âm tới 37.63 đồng một thùng vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 theo trang tài chính marketwatch.com. Cái giá nhiên liệu giảm mạnh vì sản phẩm xăng dầu bị dư thừa và vì các phương tiện giao thông toàn cầu tê liệt do các cái lệnh cách ly toàn bộ ở mọi quốc gia trên toàn cầu. Đây cũng là một cái bài phân tích rất là lý thú giữa một ông giáo sư đại học ở Chicago và ông Sean Hannity, và đây cũng là một cái sự kiện đầu tiên mà Hannity phải đành chấp nhận đưa ra cái lập luận của mình, nhưng lại là những cái lập luận không có đúng so với cái sự thật. Còn một bản tin nữa như thế này, trên cái tờ báo HuffPost, một cái bài viết của SV Date đã ghi nhận rằng nếu ông Trump ra ứng cử tổng thống và thắng sơ bộ đảng Cộng hòa năm 2024, thì tên ông Trump có thể bị xóa bỏ trên cái phiếu bầu của nhiều tiểu bang theo một cái luật thông qua năm 1868 sau nội chiến của Hoa Kỳ. Theo cái luật này, nếu bầu tổng thống tại 6 tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ, bao gồm cả North Carolina, Georgia, Florida, v.v., sẽ cấm ghi tên Trump vì cái điều khoản 3 trong tu chính án 14 là cấm những người tuyên thệ bảo vệ hiến pháp nhưng sau đó tham dự bạo loạn chống Hoa Kỳ không được giữ các chức vụ này, tức là liên bang hay là tiểu bang. Và theo lời của Gerard Magliocca, là giáo sư luật tại Indiana University, luật đó vẫn còn hiệu lực. Như vậy thì luật năm 1868 áp dụng cho 6 tiểu bang North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Louisiana và Florida, tính chung là 88 phiếu đại cử tri, tức là 33% tổng số đại cử tri cần để gắn thế thắng ghế tổng thống. Thì đấy gây rằng ông Trump đã thắng tất cả những tiểu bang đó năm 2020, chỉ trừ Georgia, nơi ông Trump thua ông Biden đến tới 12.000 phiếu. Cũng theo lời của Ron Fain của tổ chức Free Speech for People, nếu ông Trump ra ứng cử lần nữa thì tổ chức FSPFP sẽ tổ chức thúc giục thi hành cái luật năm 1868 để ngăn cấm ông Trump, và từ đó không chỉ áp dụng cho riêng 6 tiểu bang miền Nam kia mà là ngôn ngữ chung áp dụng cho tất cả các tiểu bang. Cho nên quý vị thấy rằng ông Trump trong cuối tuần vừa qua đó, thì ở tại một số nơi thì quý vị thấy ông đã bắt đầu tuyên bố gần như là ông sẽ ra tranh cử trong năm 2024 và đưa ra những cái tiêu chí của mình. Và có thể lại lặp lại một lần nữa trong khoảng thời gian sắp tới là ông sẽ trở thành ứng cử viên số 1 của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống cho năm 2024. Nhưng mà trước mắt thì quý vị sẽ nghe một số những cái bản tin đưa ra như thế này. Bản tin cuối cùng ngày hôm nay là dân biểu Jamie Raskin thuộc đảng Dân Chủ của đã nói với cái tờ báo Business Insider rằng rất là nhiều người nghe theo lời của ông Trump, theo lời của ông Trump đã tạo nên sự hỗn loạn ngày 6 tháng 1 ở tại tòa nhà Quốc hội, làm rất nhiều đồ vật cá nhân khi họ xông vào lục lọi văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc đảng Dân Chủ của California. Sau đó họ điện thoại vào văn phòng của Dân Chủ Nancy Pelosi để hỏi là làm sao xin lại món đồ vật để làm rớt trong văn phòng của bà này. Trong đó có người làm rơi điện thoại, thí dụ như rơi ví, túi sách, đồ vật cá nhân. Nhân viên văn phòng của dân biểu Pelosi đã chuyển các yêu cầu tìm đồ vật
sang cảnh sát, và từ đó cảnh sát đã xin họ cho biết tên, địa chỉ, số an ninh xã hội, số phone. Để tìm được đồ rơi thì mới trả. Sau đó thì dân biểu Ruskin nói là nhiều người bạo loạn tự động chỉ vì món đồ của mình mà đã lọt vô trong hết. Và FBI đã tìm tới từng người trong số họ và bắt họ vì cái tội xông vào trong tòa nhà Quốc hội. Và bắt họ. Và FBI nói rằng họ cứ nghĩ rằng họ có quyền xông vào lục lọi và cảnh sát phải cất giữ những món đồ của họ làm rơi. Đôi khi họ ngây thơ như vậy trong khi họ có những cái hành vi phạm tội, có thể lên tới tội đại hình. Đó là những bản tin quan trọng trong ngày. Anh đi gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày đầu tuần làm việc vui vẻ, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc. Xin chào.